đôi bạn cùng tiếng. Mình làm con mè thì mình hòa nước mè trước. Xong rồi cái mình băm tỏi, hành, ớt thật là nhiều. Mình đảo cho cái đó thật là thơm vào. Xong mình hòa nước mè đó và một chút xíu nước mắm, một chút xíu đường, một chút xíu hạt nêm. Xong rồi để làm cũng vậy, mình hơi vừa vì một chút xíu. Thì mình bỏ cái nước đó vô nấu tiếp, nấu cho nó càng lại chút xíu rồi bỏ vô mua tóc. Thật sự thì Trang rất là muốn dành một chút xíu thời gian để nói chuyện với Thủy, nhưng mà tại vì có nhiều người á, Trang cảm thấy là Trang gọi họ lại nói chuyện rất là dễ, nhưng mà riêng với Hà Thủy thì nó hơi khó một chút xíu thôi Trang. Có lẽ là Trang cũng cố gắng ví dụ như lúc bạn đó nấu cơm thì Trang cũng cố gắng là ra nói chuyện để mà hiểu nhau hơn. Rồi Trang cũng biết là Thủy là một cái người nấu ăn rất là giỏi, thì Trang cũng hôm nay là cái tới lượt đội Trang nấu thì Trang cũng nói chứ Thủy làm giùm Trang cái này, làm giùm Trang cái kia, và Thủy rất là sốt sắng và Trang cảm thấy là như vậy là đã là người tốt rồi. Trang không nghĩ là khi mà hai người có va chạm với nhau thì hai người sẽ nghĩ xấu về nhau, Trang không nghĩ vậy. Trang tin chắc là Thủy là một cô gái tốt và thông minh, cho nên là sẽ cố gắng. Tại vì Trang nghĩ là mình cũng còn khá thời gian mà, thì cứ càng hiểu được nhau nhiều thì càng tốt. Trang nghĩ vậy. Vậy mà từ trước đến giờ cứ tưởng là hả? Phải ngâm á, tại vì có nhiều ăn nhiều chỗ thấy nó ngấm á. Có, nhưng mà mình có thời gian thì mình rạch một chút xíu tên đó rồi làm thử được. Thì là làm tôm to, còn tôm nhỏ thì không cần thiết, thì tôm nhỏ là nhanh chóng lắm. Em nghĩ là một phần nào đó Trang cũng giống mình, nghĩ rằng là bề ngoài thì tỏ ra rất là mạnh mẽ, nhưng mà thực ra cũng khá yếu đuối. Có thể rằng là bản thân người ta bị yếu đuối trong một khoảng thời gian dài thì bắt buộc là người ta phải mạnh mẽ hơn để thứ nhất là vượt qua những cái yếu đuối của tâm hồn mình, vừa là thể hiện cái sự mạnh mẽ đó để khiến cho không những bản thân mình mà còn là người thân và bạn bè mình vững tin về bản thân mình nữa. Thì ngoài ra thì em cũng nghĩ rằng là mỗi một người á, khi tiếp xúc với một người á, thì có thể là mình thích hay không thích, nhưng mà mình cũng đừng nên phồi đánh giá về cái người đó là như thế nào. Thì và cũng nên để cho người đó một cơ hội, thứ nhất là để hiểu về nhau hơn, và thứ hai là nếu như có thể thì có thể là một người bạn. Phải được để cho nó đỡ ấy á. Sau những bất đồng và hiểu lầm không đáng có, Quỳnh Trang và Hà Thủy đang có những biểu hiện tích cực cho một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Làm thế nào? Thế này mà không có cơm ăn thì hơi phí nhỉ? Ước gì? Kệ. Tí cho họ hai bát cơm cũng được. Không, ăn trong sự thầm thề.